Hôm qua lên nhà thím bảy ăn cơm, cái thím rủ bữa nay đi đám giỗ, thấy cũng rảnh rồi sẵn đi chung để chở thím bảy luôn. Sáng mình chở hai đứa nhỏ đi học, cái chạy lại đón thím bảy, rồi hai thím cháu tạt qua chợ mua một ít đồ để đi ăn đám giỗ. Nghe đâu bạn thím bảy ăn chay, cho nên hôm nay đám giỗ cũng sẽ cúng đồ chay, mà đặc biệt là dì ấy rất thích ăn bánh xèo. Vậy là thím của mình đi chợ chuẩn bị nguyên liệu để mà làm món bánh xèo chay luôn nè. Mua rau các thứ xong cái sẵn ghé qua cái sạp trái cây quen để lựa một cặp bưởi đặng cúng. Dạ rồi, cho nên kinh tế nó cũng hơi eo hẹp một xíu, cho nên chỉ mua những thứ đơn giản thôi, chủ yếu là tấm lòng mình. Thím mình có một điều rất là đáng quý, đó là luôn giữ liên lạc giữa những người bạn học chung trường mà từ thời cấp 1 tới giờ luôn á. Cho nên xung quanh thím mình, ngoài gia đình người thân ra thì còn có những người bạn rất là tốt. Nhà bạn của thím bảy bên khu Nam Long mình cũng không có gần lắm, nhưng mà hướng đi thì cũng tạm ổn. Chạy qua cầu Quang Trung nhìn cảnh Cần Thơ quê mình nè, thiệt là đẹp luôn. Nhất là buổi sáng trời thanh gió mát thích làm sao á. Mình nói cảnh đẹp quá hả thím bảy, cái thím nói quay lại coi không. Do đang chạy ở trên cầu á cho nên không có dám dừng xe lại, cái tôi chạy xuống dốc cầu, cái tôi kêu thím bảy đứng đây đi để con chạy lên con quay. Đó xa xa là những chiếc tàu chở trái cây nè, rồi những đoàn khách du lịch để mà đi chợ nổi Cái Răng đó. Ta nói chạy từ dưới chân cầu mà lên tới trên đây hả, nó mệt thở không lên tiếng luôn. Mà cũng xứng đáng, tại vì quay lại được cái cảnh đẹp buổi sáng này nè. Bữa nay đi qua nhà nhỏ bạn ăn đám giỗ giỗ em đó hả, hai hai tính cháu rủ nhau đi qua đi ăn đám giỗ nè. Mình đi mua rau cải rồi qua làm bánh xèo ăn, bánh xèo cúng kiếp cúng sao ăn. Ông ơi, thức chưa? Người đang đứng quét sân á là dì Qua, bạn của thím mình đó. Mình cũng mới gặp lần đầu thôi, nhưng mà rất là ấn tượng bởi dì rất là đẹp lão mà lại vui vẻ nữa, sống một mình với vợ chồng thằng con. Mình nó không nghĩ là nhà của bên khu Nam Long này nó đẹp vậy đó, vừa bự vừa to nữa. Đẹp quá, đẹp quá, bông kim hoa đẹp dữ ta. Ừ, có giếng trời nữa, có giếng trời, có hồ nước nữa. Nhà của mình hồi đó mình mua là mình gấp nó không á. Nhà mình có mình mua này mình bị cắt hả? Cắt lên á. Ông cái đường này nó cắt cái nhà quá đẹp luôn đấy. Nên nó là đẹp quê luôn á. Hôm nay được đi đám mà đâu có biết là nhà của dì Qua, bạn của thím mình nó rộng rãi lại đẹp quá trời này, cho nên mình cũng đã xin phép dì quay lại những cảnh đẹp trong nhà. Dì đồng ý rồi cho nên mình mới có những cái hình ảnh này nè. Phải công nhận là đẹp nghe, kiến trúc đơn giản nhưng mà toát lên vẻ quý phái nè, có cả giếng trời hồ cá luôn. Phòng khách và phòng bếp nó rộng mênh mông, khoái nhất là sau nhà thiết kế chỗ giặt giũ và phơi đồ rất là thoáng, có cả lối thoát hiểm nữa. Thím bảy thì cứ tấm tắc khen nhà đẹp, còn mình thì cứ càng ngắm càng khoái. Lúc mình và thím mình tới thì cũng đã thấy con dâu của dì thức từ rất sớm, đang loay hoay ở trong bếp nấu đồ cúng, làm có một mình vậy đó, vừa đẹp mà lại giỏi nữa. Đạp xe đi một mình không có ai đi theo không mà. Là ủng hộ tôi thầy đi theo đi. Bây giờ bà đi thì tôi đi theo cho. Để tôi lãnh nè. Giờ ở đây Cần Thơ còn ai của mình tôi bà. Còn ai tới lưu được điểm nó Mỹ tốt xa rồi. Với lại giờ nó nuôi mất nuôi ổng rồi. Bà cái số của bà là không mắc nợ. Cho nên nó bà lấy chồng bây giờ bà khỏe. Như tôi cũng nuôi ổng càng ngày luôn. Tới giờ ổng mất rồi. Thỉnh thôi đi chơi chứ đó mà ngủ tôi dễ gì tôi đi được.
nè gắn lên lên hai trái gắn ừ, giờ cái lại chưa thì ăn mất tôi thích kêu là mua hai trái thôi mà mình ăn thôi còn cúng lên cho có mua cái cây mà nhưng mà bữa nay cái lòng của bà đang cúng vậy nè lát nó lên một lần nhưng mà hôm đó tôi biết bà hoa nó có thì cũng có bà bạn chung nhà đi cho đi từ thiện này này bạn có con là bà qua cũng làm hai ba lần rồi đó nha. Thẩm mỹ Thiên Ân đó nó mới mở cái con vào trong đảng ừ, mà đó nó kêu vô thôi thăm môi rồi tôi cũng có làm tiếp một lần mà thân người nó cũng bay nó kêu bà qua bà làm hai ba lần thôi khi mà bắt qua cái biết quá cũng không làm tại vì tôi em cũng không ai làm cho nhưng mà năm đó biết không mắt nó cũng đẹp nó kêu bà kêu bà đi bà đợi đi bị cắt mắt tôi mới không không làm thì đẹp rồi thì nó làm bây giờ tôi nó biểu tôi xong môi chứ tôi nói thôi mẹ già quá rồi mà xong đi nó đẹp thì xong cho mẹ thôi cho tôi xong môi ra quá cao nhá thì nó cũng đang chích gì đấy chứ mà sao không đau được thì ra cái chích nhưng mà chân mày ít đau hơn nó nhẹ nhẹ vậy thôi chân mày như ra như như kim kim chích vậy tại chân mày cái dừa của mình ra tôi nhưng mà nói vậy đó nó xong mình thấy tự nhiên nó sợi 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 chứ không phải người xưa hồi xưa làm bợ trong tôi vậy đó mà làm có trong nhiều có người làm nghe có tôi chuyện làm cũng theo cái gạch cái mắt mình bà làm không thôi qua nó làm đi khuyến mãi nửa giá thôi 900 ngàn à, nửa giá là 900 ngàn à. Bữa hổm hơn các bạn tôi Sài Gòn xuống cái nó thấy chân mày tôi cái nó kêu dâu tôi làm cho nó thôi mà mẹ con cứ mãi nửa giá. Đây là những món chay mà con dâu của dì Hoa đã chuẩn bị để cúng đám giỗ đó. Mà tới giờ này rồi thấy ai cũng chưa ăn sáng. Cái dì Hoa kêu mình chạy đi mua bánh mì về chiên trứng ăn. Mà sẵn lúc sáng á, thím mình có mua theo bún nè, cái rủ nhau làm bún nước tương ăn sáng, có sẵn rau sống nè, dưa chua nữa nè. Thấy món này tuy đơn giản á, nhưng mà ăn cũng rất là ngon nha. Ai mà sợ mập mập đó, cứ ăn món này đi là đảm bảo giảm cân. Nhưng mà nó thử quản ra, là cái chụp lại đi về dược chụp thì thấy có luôn cái cho nên chọc kim vô đây nè lấy mẫu đem Sài Gòn thử xong rồi là vậy đưa qua bố liền luôn. Cái này có vô đa qua Cần Thơ thế không? Không thằng thử đưa qua phần không nhà. Không vô đi lên hy vọng là mình bị la nó mới mừng á thì đó tôi nói là không có chuyện nào trong miệng đó tôi mới cười bà Nhật nó nói trời ơi đêm mà tôi cũng đồ miệng tôi xin trời Phật cứ hoàn hảo cho ông thành bệnh lao tôi nói người ta mà đương mạnh mà bà cầu nguyện vậy chắc ta chửi bà quá tại vì ông thành ông bệnh rồi là đối với ông là lao là nhẹ còn cái bú ung thư là nặng cho nên bây giờ mình xin cái nhẹ nhất nhỏ cháu tôi nó bị đó rồi cái nó trẻ nó nằm có một tháng nè là nó khỏe bị gì nó còn trẻ với lại nó mới xuất hiện đó cho nên nó nhẹ cái uống thuốc xong bây giờ về cho về không đi làm giấy tờ đi ra phường lãnh thuốc điều trị tại nhà rửa xong rồi thì nào ấy mình phải cắt chắc mình phải xào sơ chứ để mình cho nó chín cho đây vậy cái này với giá hả với củ cà đỏ hả củ trắng có củ trắng nữa nó ngọt quá có củ trắng nữa có thể con ăn bụng với bạn bò bía rồi xong gọt là đổ qua cái xào đổ thơm vậy á rồi bữa nào có củ trắng thì để vô bữa nào quên hết thì thôi mấy thứ ba ở gần nha chị qua chị lại cái bà cứ khoái nè gói với chè ra với trắng nước mắm nó là khoái vậy á mắm bà ngon là ngon của con muỗi cũng phải đổ qua bình họ dạ có cua không đổ cua nhất tôi cua của cái bà thân á thôi lúc đó bán hả bán bận nghỉ bán mới chưa
cái tôi cất thì đi dần. Quá giờ bà đâu rồi con? Bà về bà về trong bà vàng đó bà, gần gần bà vàng trong chỗ. Nhà chị em. Chưa chị thì em người mua được căn nhà hết. Rồi chị về đó chỉ có đất nhà của bên anh á. Cái chị cất chị ở đó. Cái chị em cái thằng cái gì nóc nó cho đẹp. Cái tôi nhìn ra. Cái gì nóc nó cho đẹp. Tôi nhìn ra mà tôi ở trong nhà. Cái này cái chắc, chắc nó lớn tuổi hơn con. Tám mươi mấy tuổi? Tám mươi con mấy tuổi? 84 nè. Ồ, cái này... Ừ. Cái này... Hồi 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 bà là nhóm nóc là tám mấy? Thì nóc còn chắc lịch luôn mà dày luôn á. 88 không? 88 hả? Là... Tám mấy mà bốn tuổi. Bốn tuổi. Đây nha, rau nãy giờ mình với thím Bảy ngồi vừa chơi vừa lặt nè, xong rồi bây giờ là ngâm nước muối xíu rồi mình mới rửa ra. Ừ đó đó, tôi khoái cho đó. Bây giờ là hiện tại là rồi rồi, để đây cho mình làm cho một tí. Thím Bảy với dì Hoa đang chuẩn bị pha bột, pha bột đổ bánh xèo chay. Cái này nó không có đồ chịu ta. Không có cái được chịu chứ nhé. Dạ. Này có chạy dữ lắm rồi. Không phải hả? Rồi đẹp ơi. Cái này mình pha hết, hết bịch hết. Hết đi. Hết mà đua hết, ăn hết không hết. Kệ đó. Hả? Ăn hết mà. Ví dụ như không hết bà để tủ lạnh mới bà. Không hết nghĩ vậy. Trời đem chi vậy? Bà để tủ lạnh bà gánh bà pha. Nghe ơi. Bà gánh bà chiên một hai cái bà ăn. Trời ơi, cái này bà để ngoài có làm sao đâu mà bà cứ chiên nó ok. Đó, pha pha rồi á hả? Ờ, pha rồi đó. Thôi, cứ cái pha này. Thôi, một chiên giờ nó. Ờ, cứ chiên giờ. Rồi pha tôi để, tôi thấy nó bây giờ. Để nó là khỏi đi. Bà có để một giờ. Hả? Để một giờ. Tôi không có để nữa. Bà muốn để thì tôi để. Nha, để đi. Để tôi quay đi, tôi lấy rồi bây giờ. Một bánh xèo mình thêm vô hai cái chín nữa, nửa ký bột mình cho thêm một ít bột chiên giòn với lại hai trứng gà để cho nó giòn. Mình cũng để vô từ từ mình vậy. Ờ vậy đó, vậy một chút nó cũng phải mà hồi mình cũng thêm nước vô. Thêm nước vô nhưng mà giờ mình quậy mấy cái ngày trước nè. Còn hồi nữa mình mới quậy lên cho tới khi nó vừa đủ. Sau khi pha bột bánh xèo xong á thì mình để cho bột nghỉ cỡ nửa tiếng ha. Rồi cái mình quay qua mình chuẩn bị cái phần nhân. Do làm bánh chay á, cho nên là nhân hôm nay á, sẽ có củ sắn và cà rốt bào sợi. Nấm rơm á, thì mình chẻ đôi. Mình đem các thứ đó mình xào lên cho chín. Để chút mình đổ bánh xèo á, mình bỏ vô trong cho nó ngon hơn. Mà khi mình xào á, mình nêm chút hạt nêm chay vô cho nó thấm vừa ăn. Ngoài ra á, còn có phần chả chay của vừa qua mình mua nữa. Khi mà các khâu sơ chế đầy đủ hết á, thì thím Bảy mình á, sẽ là người đứng bếp để mà đổ bánh xèo nha. Thì mình bắt đầu đổ nha. Để cho bột. Ừ. Mình để cho nó nóng. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. 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 Trong thời gian thứ bảy mình đổ bánh xèo á, thì mình quay qua mình băm tỏi ớt để mà làm nước mắm nè. Cả nhà thấy mình làm có nhiều ớt không? Thấy vậy chứ không có cay nha. Tại mình mua cái loại ớt ít cay á.
cho cái màu nó đẹp. Sau khi mình băm nhuyễn cái mình cho vô cái tô, rồi cái mình cắt chanh mình bỏ vô luôn. Sau đó mình sẽ cho đường rồi nước mắm chai vô, mình khuấy cho nó tan đều á là ok rồi đó. Hiện tại là tháng 7 với chị Hoa đang chiên bánh xèo chay, chắc mà đem lên bún trước không thôi, mà lát mình sẽ ăn sau. Còn phần mình thì nãy giờ ăn chung vậy, bằng tỏi ớt và nước mắm. Sau nước mắm mình là sắp xong rồi đó nè. Giờ là bánh này kia là cũng đã gần xong hết rồi, giờ chỉ có giờ cuốn rồi cái bắt đầu cái mình chọn là mình ăn. Chị Hoa là ăn chay trường không hả chị Bảy? Ăn chay trường. Chay trường thì tốt để gì lâu lâu, nhưng mà hầu như là phải lớn tuổi ăn nhiều quá cái sợi nó không đủ chất thôi. Nếu như mình mà có tiền uống sữa rồi thế mình phải lắm rồi đó, bổ sung uống sữa uống xong uống yến. Ca sĩ có nhiều người ta cũng ăn chay đó, người ta cũng mạnh mẽ bình thường. Tại vì đi tới nay giờ không chứ tới luôn nay giờ cái chân chắc bỏ thôi rút tôi nha, tôi nghĩ nó không xuống là năm nay nhỉ nha, cái tôi xuống thật đang có đợi, cái tôi đậu tôi tài 11, cái tôi vô đoàn thị điểm tôi học, cái thằng ra tôi bỏ có bạn mới, thằng ra ít có lên gặp bạn đâu không xuống lắm, mà tới ông thành ông đi lính cái sao ông về không tôi hoài. Rồi mình cũng thấy cảm động. Giờ là mọi thứ đã xong hết rồi nha. Cúng rồi, đổ bánh xèo xong luôn rồi. Vậy là ngồi nghỉ mệt xíu rồi bắt đầu mời cả nhà cùng ăn trưa với gia đình mình nha. Mà cậu ăn thấy bánh ngon không? Ồ, bánh này ai làm? Dạ, thím Bảy làm đó. Người dạ. Người làm tôi chỉ đứng chỗ thôi, còn bộ mới đứng chỗ thôi. Không, chị đưa rau nè. Thấy cậu ăn ngon này là biết thành công rồi đó. Ngon. Cái bộ mũi gì trai dạ. Rồi mời cậu Hai ăn nha. Tới đây chắc nhiều người cũng thắc mắc là tại sao đám giỗ ở thành phố mà thấy nhỏ quá, không giống như mấy cái đám giỗ ở quê, giỗ miền Tây. Ừ thì cũng do nhà của dì Hoa đơn chiếc, tuy sống ở thành phố, nhà cao cửa rộng nhưng mà rất là đơn giản. Giỗ bữa nay là của em dâu dì Hoa. Nghe kể là dì mất lúc trẻ lắm, chỉ ngoài 30 thôi. Nhưng khi sinh thời thì sống rất là được lòng mọi người. Cho nên khi mất năm nào ở nhà, dì Hoa cũng làm một mâm cơm cúng. Bữa nay còn có cậu Hai và cậu Út qua cúng cơm nữa. Tuy ít nhưng mà ấm áp tình thương. Bản thân mình là con cháu cũng mới biết đến dì Hoa và mấy cậu. Nhưng mà mình thấy rất là gần gũi luôn, như người nhà vậy đó. Mấy cậu vui vẻ, cởi mở dữ lắm, cũng không có hỏi thăm về mình nhiều. Cậu Út thì ăn bánh xèo khen quá trời luôn. Bữa cơm hôm nay tuy đơn giản nhưng mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi kênh của mình. Thì hôm nay mình cũng xin kết thúc tại đây. Cũng cảm ơn dì Hoa đã cho con một trải nghiệm một bữa cơm ấm áp cùng gia đình. Xin hẹn cả nhà vào clip sau. Xin chào.